Xin mến chào toàn thể các cô bác, anh chị và tất cả cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại cái video tiếp theo ngày hôm nay ạ. Ngày hôm nay thì hai anh em Tâm đang có mặt tại thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội mọi người. Ngày hôm nay hai anh em lại quay đây để thăm cô Sen mà ngày hôm trước anh em Tâm có đến đây thăm cô và chia sẻ cho những cái tấm lòng Tâm mạnh thường quân biết đến cô. Cô là bị tàn tật thì cô sống ở dưới sông nước này, thì cô sống ở trên cái thuyền kia. Thì ngày hôm nay thì anh em cháu quay lại đây. Anh em Tâm nhận được cái số tiền của những cái tấm lòng hảo tâm mạnh thường quân là 12.500.000. Cô xem thì cũng chưa biết cô sẽ nhận được số tiền như thế. Hôm trước thì anh em Tâm có đến thăm cô thì cũng gửi cho cô một ít quà của những nhà hảo tâm mạnh thường quân rồi. Thì ngày hôm nay thì Tâm hai anh em đã nhận được cái số tiền 12.500.000. Thì hôm nay hai anh em quay đây để thăm cô. Và cái số tiền này đặc biệt thì cô không biết, thì Tâm hai anh em Tâm sẽ xuống đó và thăm cô. Xuống đó thì phải đi cái thuyền thì sẽ nhờ cô ra đón đấy mọi người. Đây, và cái số tiền này thì sẽ cho cô biết, không biết cái niềm vui mừng của cô biết đến đâu. Thì khi nhận được cái số tiền ít ỏi này, đối với Tâm và mọi người thì tất cả mọi người gúp lại thì số tiền nó là 12.500.000. Thì anh em Tâm đã trích ra số tiền 500.000 là mua những cái nhu yếu phẩm cho cô. Thì sau đây thì hai anh em Tâm sẽ mời cả nhà cùng hai anh em đến kia xuống để thăm cô và gửi cô số tiền đó ạ. Đây là cái đường đi xuống để đi ra cái thuyền của cô mọi người. Thì em Hiếu vừa gọi cô thì cô đang ra đón đây mọi người ạ. Đi xuống trên này, từ trên này xuống là hơi cao. May quá lúc sáng hai em đi là mưa mọi người, đến đây thì lại nắng rồi. Độc sợ đến đây mưa to đi ra ngoài trời nó vất. Ở kia là cô Sen kia mọi người. Chắc gì cô đã nhớ anh em cháu, nhận anh em cháu không? Đi chơi anh em cháu tên gì? Cô nhớ một tên không? Cô nhớ một tên không? Nhớ một tên là có quả luôn. Nào cái em này tên là gì? Ý là cô có nhớ nhưng cháu tên là gì không? Không ạ, có giới thiệu cháu tên, không có giới thiệu cô tên đâu. Có chứ, hai nhân cho bảo tên mà. Cô đang cơm à? Hôm qua cháy mất rồi cơm đi ăn. Thế này không biết được mua cho ở nhà. Thế thì không. Chết khổ quá được. Thế là bây giờ cô đang ăn cơm đúng không? Đang định là đi xuống để nấu nhưng mà sáng thôi ăn bát mì rồi. À, đấy em muốn. Rồi. Thôi chả được nhiều, thôi được đấy, ít tiền để mua tí. À thế, vậy. Thế là bây giờ cô đang đi nấu nhà à? Thế có khi đẩy ra cho cô gái cháu ơi. Nó bị cứ gánh lên hòn đá. Cháu đi lên xong cháu đẩy ra xong rồi nhỉ. Được chưa? Được rồi. Cháu Bình này ngã cả ba cô cháu. Không ngã được. Nhưng mà cô có biết bơi không? Ngày xưa bé thì cô bơi được, bây giờ không bây giờ bơi, này bơi được gì? Thế nhưng mà bây giờ thế thì cháu mày ngã xuống làm nào? Thắt xuống thì lại vớ. Cô có áo phao chưa? Không có áo phao nhưng mà vớ là cái gì thì lại bấu vào cái ý. Thế nhưng cô mà chết được bao nhiêu lần cô chết ngã xuống sông này rồi nhưng mà không chết. Thế thì chắc để chị nói anh em cháu xem thế nào là gửi cho cô cái áo phao. Chứ mỗi lần đi đánh cá thì mặc áo phao vào. Thế mình không biết bơi, không có áo phao thì nếu lúc ngã xuống nếu thôi. Nếu mà có cái áo phao ấy mà cô chỉ hòng vào cái lúc rông to, bão to, sợ cái thiên to. Chung là cái đấy thì mặc nó không có vấn đề gì vướng vấp cả, cả bình thường là cô mặc vẫn chỉ bình thường. Chỉ vào cái mà rông gió to, cái thiên của cô ở, cái nó trôi. Thế đến lúc cô đi đánh cá này thì rơi làm nào? Mặc nóng ở đây. Ôi, cô rất lắm cháu ạ. Lúc nào rớt nước mắt. Cháu tên là Tâm, còn kia là em Hiếu, à, cô nhớ chưa? Vâng. Hôm nói cho cô tên rồi cô chả nhớ, thế thì hôm nay lấy đâu ra quả chứ. Cô phải nhớ tên anh em chó thì mới có quả cho cô chứ. Chả nhớ tên gì. Không, bây giờ cứ phải nói chuyện lại không nghe rõ. Vâng, thế là cái lồi này là cô đi sang nhà nào nấu nhà? Nhà cái nồi cắm chó, à cái bè chó. À nhà bên kia đấy gì? Ừ. Như cái lấu lục củi trên sông ấy luôn à? Nhà người ta tích củi, nhà người ta nấu. À, thế là mình, thế mình không nấu được à? Dạ. Mình không, chỗ thuyền cô là không nấu được đúng không? Không củi đúng không? Củi á? Vâng. Trước là cô nấu củi thì 2 năm nay thì mua cái bếp ga nấu củi được, mưa gió bão nó cứ ướt. Nấu nó vất lắm. Thế cái chó kia là nhà cô à? Không, có cái đứa cháu nó làm
rồng bãi bờ kia kiểu nó nuôi. Cô làm gì có gạo biết gì mà cho nó ăn. Ừ. Đây mua đầy gạo rồi. Thao gạo ăn. Thế sao cô thế xong cô nhờ ai mua cho cái lưới cơm? Sao để nhờ cháu nó mua hộ. Vâng. Thế nhờ cháu nó mua hộ. Cứ ngồi yên nhá, để cô quay thiền xong rồi lên chẳng mấy nó nó trong chành. Đây cả nhà. Đứng ngồi im đấy không phải. Đừng báo, đừng báo. Đừng báo, báo kiểu cứ hỏa. Sao cô lao mạnh thế để cho sợ cô lao đập vào đây để. Cứ im nhá, im đừng ấy, chả cháu không ấy quen là mà ngã đấy. Cứ để im. Đây là lửa cô xem đây cả nhà. Phẩm cho cô dùng tạm qua ngày vậy. Vâng. Thôi của ít lòng nhiều cô dùng tạm cô nhá. Nhưng mà được ít thế cô có vui không? Vui chứ. Nếu mà à gì cô cũng nghèo khổ lắm không. Bố mẹ thì mất sớm thôi. Ai có tâm thì cho cô cái gì thì cô xin cái ý, cô không chê gì cả. Vâng, thế cô không chê ở đời, sợ cô chê ít lại đói về chết. Của cái lòng vâng nhiều ạ. Cái tâm của các cháu. Kia là có bánh, hai hộp bánh. Vâng. Sữa, mắm muối, mì chính, dầu ăn. Vâng. Gạo ấy cô ạ. Bánh kẹo cho cô thì cho cô xin thì cô thắp hương Phật. Còn nồi cơm điện bao nhiêu nhỉ? Dạ. Nồi cơm điện tầm bao nhiêu cô? Ôi nhỏ. Chả biết được mấy trăm. Thế cô có muốn có thích cái nồi cơm điện không? Có chứ, cô cũng phải mua cái nồi cơm điện để cô nấu cho nó tiện. Bây giờ... ví dụ như cô có một ít tiền, cô đi chữa bệnh, cô có đi không? Chữa bệnh ở đâu? Thế cô không đi khám để xem cái ruột giết với lại cái vú cô xem nó có đỡ chưa? Tiếp đây là cái rau dừa làm gì đấy? Cái cá ơ. À, thế này thì để cô ra đưa cái cháu. Thôi cô ngồi đây, cô ngồi đây, cô ngồi đây. Không phải nước nuôi gì, anh nước nuôi gì anh nhờ. Bây giờ. Chào cô nhá. Thì là thôi nhờ rời Phật Thánh lại cho cô được gặp duyên gặp các cháu. Vâng. Mà lại có tâm để nguyên cô đi chữa bệnh. Thế này thì cô cũng là có một cái nhà báo ở chị ý về hưu. Vâng. Thì chị ý cho cô ra chữa bệnh ở chỗ Cầu Giấy Hà Nội ý. Vâng. Thì 5-6 năm nay rồi. Thì vâng. Cô đi khám tổng thể tất tần tật. Thì là cô thiếu máu này, thiếu canxi này, rồi viêm đại tràng co thắt, dạ dày. Vâng. Nhiều bệnh lắm. Rồi cái cả cái u vú này nữa. Thì u vú thì chắc là nó ổn định rồi. Thì bây giờ cô lại còn cả thấp khớp. Nó có rứt ở trong xương, lại còn gai xương nữa. Nhiều bệnh lắm. Cái đường ruột này cứ ăn uống là nó không ổn định. Đấy. Thế là ý là bây giờ mình muốn đi kiểm tra. Tại vì 5-6 năm rồi mình có thể đi khám lại. Cô có bảo hiểm không? Khám lại cô. Bây giờ tiền năm thì cô không có. Thì năm ngoái, 5 năm trước thì cô đi khám lần đi là hết bao tiền? Năm đấy là tất cả là không biết có cả tiền thuốc nữa hay sao ấy. Là chị cho giả cho 5 triệu đấy. Thế là đấy là người ta hỗ trợ cô đúng không? Vâng, đấy cái đoàn nhà báo của cái chị ý là chị ý về hưu rồi. Vâng. Là, đoàn ý cái đoàn câu lạc bộ hay gì đấy của chị ý. Vâng. Thì bây giờ là đi khám thì cô cũng không có tiền để đi khám. Vâng. Nữa là bây giờ cứ uống nghệ mới cứ cái thuốc lá nhằng thôi. Vâng. Ý là mình uống cái đề cô uống thuốc ấy thì ý là mình thử đi kiểm tra lại để xem nó bị cái ung thư vú mình ấy, xem nó đã dừng lại chưa. Vâng. Hoặc là cái đường ruột của cô nó có bị ảnh hưởng nhiều nữa không. Cô cũng không có đi khám xét gì nữa. Vâng. Thì ý là ít nữa thì sau ngày hôm nay này. Sau ngày hôm nay thì cô thử bảo người nhà đưa mình đi khám một buổi xem. Mình đi khám để xem tổng thể xem cái bệnh của mình nó đã gì chưa. Mà ở làng đây chú ấy cũng làm bác sĩ một tháng giỏi thế thì vào đấy khám có được không? Vâng, đấy thì cứ tự các thứ. Nếu mà người ta có siêu nhất thì mình có thể vào đấy càng tốt, mình đỡ phải đi xa. Thì không phải đi bệnh viện chứ. Vâng. Chúng đi viện được thì nó là cái tốt hơn. Cô mà phải các cái bệnh gì thì là
các cháu giúp cô, tất cả cái đoàn của các cháu giúp cô chứ. Vâng ạ. Thì giúp được gì anh em? Anh em cháu sẽ cố gắng hết sức đấy. Giống như hôm anh em cháu đến thăm cô cũng bảo rồi, anh em cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Giúp cô cái một số tiền nhỏ nhỏ để cô chữa bệnh và trang trải cuộc sống hàng ngày. Thì ngày hôm nay anh em cháu ấy là nhận được cái số tiền đó là 12.500.000. Thì anh em cháu đến đây thì để thăm, thứ nhất là thăm lại cô sức khỏe cô này. Thứ hai sẽ gửi lại cô cái số tiền đó. 12.500.000 cô ạ. Thì anh em cháu sử dụng mất 500.000 là mua những cái nhu yếu phẩm kia cho cô. Bánh, mắm muối, mì chính, dầu ăn, sữa là hết là 503.000 cô ạ. Đấy thì còn số tiền là 12 triệu thì anh em cháu sẽ gửi lại cho cô. Đây cô đếm cho anh em cháu. Đây là số tiền 12 triệu thì cô sẽ gửi cho cô ạ. Thôi phải đếm để minh bạch cho mọi người nữa chứ. Các cháu chưa? Đếm rồi thì... Không, cô cứ đếm cho cháu. Cô nhận đủ số tiền 12 triệu thì giúp anh em cháu ạ. Cô sướng không? Không, cháu nhầm. Đang đếm đấy, lại xong lại nhầm. Cho cô đếm xong đã. Đủ 12 triệu cho cô. Vâng. Cô nóng à? À lạnh à? Lạnh à? Vào đội ngũ liền đi. Cô đang vui quá. Thế này nhá, cô cháu ạ. Nó thiếu máu lên đầu này này mà cứ thời tiết âm u này nó lạnh hết đầu lên. Vâng. Thế cô nhận cô thế cô bỏ khẩu trang ra cho mọi người nhìn cho cô rõ cô. Để cô cái mũi nhá. Vâng. Cô kéo lại rơi xuống sông nó lắm cô cất kỹ kỹ vào. Đấy cô đặt tận lên cái áo này. Đặt chỗ này đã nhá. Cất trong lò cơm điện này cô ạ. Cô đặt ở đâu vậy? Không đặt ở đấy, nó rơi không khê là chả tìm được đâu mà. Không cho bắt đèn như cháu tòi đấy. Trời ơi. Để cô bỏ mũ nhá. Cô tóc cô trắng hết rồi. Vâng. Gì? Thì anh em cháu ở thay mặt những cái nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân. Vâng. Là gửi lại cho cô số tiền 12 triệu 500 nghìn đó. Vâng. Là cô chữa bệnh. Thì đấy như cháu cũng, anh em cháu cũng là lúc vừa ấy bảo cô đấy. Vâng. Thì cô tu xếp bảo các cháu trong gia đình cô ấy. Vâng. Một buổi đi bác sĩ ở đấy. Thì mình thử đi khám nội soi xem. Cái số tiền 12 triệu đấy thì chắc chắn cô sẽ vẫn đủ thoải mái khám. Vâng. Chứ không thể hết số tiền đó. Vâng. Được, chắc cùng lắm này hết vài triệu thôi. Vâng. Thì mình đi để đi khám mình xem cái căn bệnh mình nó đến đâu. Vâng. Vâng, thì còn sau ngày hôm nay nữa. Vâng. Và vẫn còn những cái nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân nào mà gửi tiền qua hai anh em và cháu. Vâng. Thì hai anh em cháu lại sẽ tiếp tục là sẽ quay đây gửi lại cô. Vâng. Và những nhà hảo tâm gửi đến. Vâng. Nếu như những nhà hảo tâm nào còn mà muốn giúp đỡ cơ nữa mà gửi qua anh em cháu. Còn có thể những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân đó họ sẽ đến trực tiếp gửi lại cô. Vâng. Vâng. Ngày hôm nay thì cô nhận được cái số tiền đấy là cô thấy trong mình có cảm thấy vui hơn không hay là thì như là tôi cô cũng mừng là vâng. Cũng vui cũng mừng là để các cấp các ngành là cho cô chữa bệnh. Chứ bây giờ cô cũng không kiếm làm gì được. Vâng. Bây giờ được triệu bạc thì bây giờ về nhà cứ đủ thứ. Vâng. Cũng không đủ được để tiền mua thuốc. Vâng. Thì chỉ mua vài cái vỉ thuốc đau đầu thôi, chứ vâng. Mà đau đầu thì uống chứ không có phải uống có để mà uống hàng tháng được. Vâng. Thế thì cô có lời nói lời cảm ơn đến tất cả mọi không người ạ. À? Thế để cho cô xin là gửi lời là tất cả cảm ơn tất cả là các cấp các ngành các cơ quan đoàn thể thì cho cô xin cảm ơn tấm lòng vàng. Vâng. Của mọi người. Vâng. Và biết đến hoàn cảnh cô, giúp đỡ cho cô. Vâng. Cho cô vượt lên số phận. Vâng. Vâng. Cả nhà ơi, cô Xuyên cũng đã nói cái lời cảm ơn đến mọi người rồi. Thì Tâm cũng xin phép cô và em Hiếu xin gửi lời đến cảm ơn đến toàn thể các ông bà, cô bác, anh chị, những tấm lòng hảo tâm Mạnh Thường Quân xa gần đã chung tay giúp đỡ cho cô Xuyên, đã gửi cho anh em và Tâm cái số tiền 12.500.000 ngày hôm nay anh em đến đây để gửi lại cho cô Sen thì số tiền 12.500.000 thì anh em Tâm đã sử dụng 500.000 để mua những cái nhu yếu phẩm cho cô Sen và số tiền còn lại 12 triệu thì anh em Tâm đã gửi lại cô Sen thì Tâm cũng không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa thì anh em Tâm cũng xin phép dừng ở đây. Ở cái địa chỉ của nhà cô Sen là thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, tỉnh thành phố Hà Nội mọi người ạ.
Ở nhà mà đi có biết đến hoàn cảnh cô thì mong mọi người đến là giúp đỡ cô. Cô thì sống trên sông nước như Tâm đã cho cả nhà xem ở đây, ở trên cái con thuyền này. Cô là không có chồng con, cô là bị tàn tật đôi chân, hai chân của cô kia kìa. Đây mọi người, thì Tâm xin phép dừng đây ạ. Chúc toàn thể mọi người có một cái ngày mới vui vẻ hạnh phúc ạ. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở những cái hoàn cảnh tiếp theo ạ.